tục với một thông tin đáng chú ý. Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay, tại thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra một vụ tai nạn bom mìn làm hai người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn bom mìn xảy ra tại gia đình bà Đặng Thị Giòn, thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ. Nguyên nhân được xác định là do anh Trần Văn Hoàn, sinh năm 1997, là hàng xóm với bà Giòn, nhặt được một vật liệu nổ nhưng không xác định được là loại gì. Sau đó đưa về nhà bà Giòn, dùng gạch đá để đập nên đã gây nổ. Vụ nổ đã làm cho anh Trần Văn Hoàn và bà Đặng Thị Giòn bị thương nặng. Trong đó, anh Trần Văn Hoàn bị cụt tay trái, toàn thân bị cháy đen, mặt biến dạng. Hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, người dân địa phương đã kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Cam Lộ điều tra làm rõ.